Người gọi mà ban chỗ của cậu đếm thế nào nhở? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 quả mà. Có 10 quả đâu. 8 quả thôi mà. Ê, có 8 quả thôi mà. Mấy cậu đếm lại đi. Mấy cậu đếm lại đi. Với lại ban chỗ đang cố gắng 10 quả cái gì mà 10 có mỗi 8 quả. Cái gì 10? Ôi là sao? Mình đếm có khoảng 8 quả thôi mà. Mấy cậu nghĩ cái gì vậy? Đếm thế nào hả? Mấy cậu đếm thế nào vậy? Này nhá, nhìn trong hình đi, rồi nhìn trong hình xem có bao nhiêu quả nó hiện trên màn hình á, chứ không tính hai quả trên phần trên kia, hiểu không? Có 10 á? Sao cãi ở không được cãi mọi người, không được cãi. Mình nói nhất mọi người ơi, ban mai là nhất, không được cãi, không được cãi. Có 8 quả là 8 quả, 8 quả là 8 quả, hiểu chưa? Đúng 8 quả không mọi người? 8 quả đúng không nhỉ? Nhờ 8 quả nhỉ? Đúng không? Ok, 8 rồi, đúng rồi. Mai là nhất rồi, cảm ơn, 8 quả. Sao lại 11 quả đâu ra thế? 8 là 8, không nói nhiều, không được cãi. Im, không được cãi, ngoan. Sim, lẹ. Đấy, biện họ không được chấp nhận, nhất ban chờ rồi. Mình nói 8 là 8 quả. Ok.